Có cái dạng có thích rồi anh cũng sẽ nói lớn ha. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái bài thực tập tiêu hóa. Thì đối với bài tiêu hóa này, chúng ta sẽ xem các cơ quan trong ổ bụng gồm một là gan, hai là hệ thống đường mật. Rồi khi mà chúng ta lột cái lá gan ra, chúng ta sẽ thấy có trọn vẹn cái dạ dày, và chúng ta sẽ cắt một phần của dạ dày ra thì chúng ta sẽ thấy được cái hình thể trong của dạ dày. Khi lột luôn cái hình thể trong cái phần còn lại của dạ dày ra thì chúng ta sẽ thấy được cái phần còn lại của tụy tá tràng và phần còn lại của ruột non, ruột già. Vậy thì bài đầu tiên, cái phần đầu tiên chúng ta học ở đây là cái phần khó nhất, đó là khối tá tụy, tại vì nó gồm cả tụy, cả tá tràng, cả đường mật, túi mật và hệ thống mạch máu. Đầu tiên là mình sẽ nói về mạch máu trước. Thì trước khi trình hình thì chúng ta sẽ ôn bài lại. Động mạch thân tạng là động mạch lớn nhất, đầu tiên xuất phát từ mặt trước của động mạch chu bụng. Động mạch thân tạng gồm 3 nhánh. Một là động mạch vị trái, hai là động mạch gan chung, và ba là động mạch lắc. Vị có nghĩa là dạ dày, lắc có nghĩa là đi tới lắc, gan chung có nghĩa là sẽ có gan riêng. Thì ngay cái vị trí này là cái động mạch thân tạng, nhưng mà tại vì cái góc chụp này chúng ta sẽ không thấy nó trọn vẹn, chúng ta chỉ thấy một cái điểm thôi. Thì động mạch mà xuất phát của bên phải này nó chính là động mạch gan chung. Và động mạch gan chung này mới tách làm hai là động mạch gan riêng ở khúc này và động mạch vị tá tràng. Từ động mạch gan riêng mới cho một nhánh là động mạch vị phải. Bên trên của gan riêng này thì mới chia làm ba nhánh tương ứng ba vị trí là động mạch gan phải, động mạch gan giữa và động mạch gan trái. Thành ra nếu chúng ta dùng cây viết chúng ta kẻ thì chúng ta sẽ chia thành này. Thì khúc này gọi là gan chung. Đây, khúc này thì gọi là gan riêng. Có hai cái nhánh. Nhánh thứ nhất là vị tá tràng và nhánh thứ hai là động mạch vị phải. Vậy thì rõ ràng động mạch vị tá tràng là nhánh của động mạch gan chung. Còn động mạch vị phải là nhánh của động mạch gan riêng. Thì các bạn, vậy thì tóm lại ngay vị trí này chúng ta sẽ có bốn động mạch. Và một động mạch này thì dễ hơn, chạy qua cái lắc thì gọi là động mạch lắc. Bên trên này chúng ta có ba động mạch là động mạch gan phải, động mạch gan giữa và động mạch gan trái. Đó là hệ thống động mạch ở bên trên. Bây giờ dưới này chúng ta có một động mạch người ta gọi là động mạch tá tràng tụy trước dưới. Để các bạn, mạch tá tụy trước dưới là thằng này. Rồi, đó là trên cái góc nhìn này chúng ta sẽ thấy được cái động mạch này. Ngoài ra chúng ta sẽ có các ống tụy. Ống tụy thì chúng ta có ống tụy chính chạy từ đuôi, chạy tới cổ tụy, cái đầu tụy xuống dưới này. Ống tụy phụ là đoạn này. Vậy thì từ ranh giới này người ta gọi là ống tụy phụ. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẵn chúng ta coi kỹ hơn thì ống tụy phụ sẽ đổ vào một cái chấm này. Thì cái này người ta gọi là nút tá bé. Còn cái cục của dưới này thì người ta gọi là nhú tá lớn. Các bạn nhớ dùng nha, cái cục ở bên trong này chứ không phải cái cục ở giữa này. Cái cục này là khác nữa. Rồi. Còn đây là túi mật. Ha. Rồi mở thì xét cái hình này cho bạn coi. Chúng ta có các động mạch, có ống tụy và có cái túi mật.
Bây giờ qua cái hình tiếp theo chúng ta sẽ chú thích cách khác. Này, nó về chú mật và đường mật thì chúng ta sẽ có cái chú mật chú thích rồi ha. Cái này là cái ống đi từ túi mật ra thì người ta gọi là ống túi mật. À, gọi là ống túi mật. Rồi. Ở trên này cái ống này được cái ống gan phải và cái ống gan trái này, hai ống hai bên đổ chung vào thì từ cái đoạn nó nối chung với nhau người ta gọi là ống gan trung. Đó. Và khi mà ống gan trung được cái ống túi mật này đổ vào kết hợp thành một con đường thì người ta gọi là ống mật trụ. Được chưa các bạn? Kể cả đoạn bên dưới này vẫn là ống mật trụ. Vậy thì tóm lại chúng ta có các ống ống gan phải, ống gan trái, ống túi mật, ống gan trung. Hai ống này hòa hợp với nhau tạo thành ống mật trụ và chạy thẳng xuống dưới. Thì khi mà ống mật trụ kết hợp với cái ống mà hồi nãy mình nói là ống trị chính á, đây hai thằng này đổ chung với nhau, thì lúc này người ta làm cho một cái cục phình to lên. Thì cái cục này người ta còn vẽ những cái vân. Đó, những cái vân như thế này nghĩa là bóng gan tụy. Hay một vài sách người ta ghi là bóng tả tụy cũng được. Hoặc trên lâm sàng mấy ông thầy hay gọi là bóng mặt. Nè, nhưng mà tốt nhất khi mà học giải phẫu thì các bạn không ghi danh từ riêng của các nhà khoa học. Thật ra bây giờ mình chỉ có hai bậc thang. Một là bóng gan tụy và hai là bóng tá tụy. Chúng ta bé ở trên, chúng ta lớn ở dưới. Vậy thì nếu đầu băng keo dán vào cái cục bên trong này thì mình gọi là chúng ta lớn. Mà dán ngay cái niêm mạc, ngay cái thành của tá tràng, ngay cái cục bự này thì người ta gọi là bóng gan tụy. Mà nhích qua bên hông chút xíu nữa, ngay cái phần màu trắng thì người ta gọi là ống trị chính. Mà nhích lên trên ngay ống màu xanh thì người ta gọi là ống mật trụ. Được chưa các bạn? Rồi, chúng ta bé mình nói rồi ha. Túi mật thì có đáy túi mật, trên này thì gọi là cổ, cổ túi mật. Nhảy ra trước thì nữa thì gọi là ống túi mật. Ngoài ra thì chúng ta có các phần của tá tràng như D1 tá tràng. Như reset lại cho các bạn coi cho nó dễ. Rồi, D1 tá tràng. Cái đoạn chạy xuống này thì người ta gọi là D2 tá tràng. Đương nhiên là băng keo nó sẽ không dán trùng như những chi tiết đặc biệt hơn. Ví dụ như nước có bé ha, nó gì sẽ dán ở giữa vị trí này hay là vị trí này. Rồi, ở dưới này thì người ta gọi là D3 tá tràng. Và cuối cùng ở phần này người ta gọi là D4 tá tràng. D4 là chạy lên ha. Còn cái chỗ gặp góc này là hổng tràng. Lát nữa mặt sau mình sẽ có D4 rõ hơn. Cái này cái góc bị khuất toàn ra mình sẽ không có nói là D4 mà mình sẽ nói là góc tá hổng tràng là ngay cái góc này. Đây ngay phần đây cái góc này. Còn cái này thì người ta gọi là hổng tràng. Bốn gan từ đó rồi nó bé. Rồi bây giờ ngoài ra chúng ta còn cái động mạch và tĩnh mạch. Thì ở mặt trước chúng ta nói luôn, cái thằng này người ta gọi là động mạch mạc treo tràng trên. Và đương nhiên cái thằng đi kế bên nó sẽ là tĩnh mạch mạc treo tràng trên. Và các bạn nhớ dùm chỗ này coi chừng nhầm. Và bạn nhìn mặt trước bạn tưởng đâu nó là một đường thẳng đi lên, thì thằng bên trên này nó cũng là tĩnh mạch mạc treo tràng trên thì không phải ha. Thằng này không phải là tĩnh mạch mạc treo tràng trên mà nó là tĩnh mạch cửa, tại vì nó đi vào tới gan rồi. Vậy thì hai đáp án trên và dưới này là khác nhau.
Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ lật qua cái phía sau, chúng ta sẽ thấy rõ. Tĩnh mạch này đi từ tắc chạy vào, người ta gọi là tĩnh mạch lắm. Tĩnh mạch này thì hồi nãy mình nói là tĩnh mạch mạc, keo, tràng. Dạ. Vậy thì khi mà nó đổ vào với nhau thì nó sẽ gom chung thành một cái tĩnh mạch cửa. Được chưa các bạn? Rồi. Còn thằng ở dưới này chạy lên, người ta gọi là tĩnh mạch mạc keo tràng dưới. Thành ra khi các bạn coi trong sách mình ghi là tĩnh mạch cửa được tạo bởi ba tĩnh mạch, là tĩnh mạch mạc keo tràng trên, tĩnh mạch mạc keo tràng dưới và tĩnh mạch tâm. Nhưng mà khi nói trực tiếp thì chỉ có hai tĩnh mạch trực tiếp tạo nên, đó là tĩnh mạch mạc keo tràng trên và tĩnh mạch lắc, là trực tiếp đổ vào tĩnh mạch cửa. Còn lại tĩnh mạch mạc keo tràng dưới là nó đổ gián tiếp thông qua tĩnh mạch lắc. Vậy các bạn, rồi. Động mạch mạc keo tràng trên nằm kế tĩnh mạch mạc keo tràng trên thì mình biết rồi. Bây giờ có cái đoạn nối nè. Đó. Thì cái thằng nằm ở dưới thì người ta gọi là động mạch tá tụy. Cái này phía sau phía trước, phía sau thì người ta gọi là tá tụy dưới sau hay sau dưới được. Còn ở trên này thì người ta gọi là tá tụy trên sau hoặc là tá tụy sau trên cũng được. Thì đương nhiên là khi băng keo dán vào, người ta sẽ dán một là nằm trên, hai là nằm dưới, không ai rảnh đâu dán ở giữa. Tại vì nó là cái vòng nối thì nó cũng không phải là đố mẹo các bạn. Rồi, bây giờ ngay cái khúc này thì mình vẫn gọi là không mặt chủ. Tại vì ở mặt trước chúng ta không thấy cái đoạn này. Nhưng mà khi lật mặt sau ra thì chúng ta thấy rõ là cái ống mật chủ sau khi được cái ống túi mật đổ vào thì từ đoạn này trở xuống dưới đây mình gọi là ống mật chủ, cho dù ở phía trước thấy hay là ở phía sau thấy cũng vậy. Rồi bây giờ thân túi mật, cổ túi mật, đáy túi mật thì các bạn biết rồi. Đây này là đê ba tá tràng nha. Rồi đây là đê hang, đê hang tá tràng, đê ba tá tràng, và cái thằng chạy lên này là đê bốn tá tràng. Thành ra các bạn nhớ dùm, nó nằm ở mặt sau thì chúng ta mới thấy được cái đê bốn tá tràng, còn đối với ở mặt trước thì chúng ta bị cái hỏng tràng che rồi. Thành ra khi mình trả lời phải trả lời là hỏng tràng nha các bạn. Đây, cái cục này là nó đã che cái D4 rồi. Còn nếu mà nhìn kỹ hơn thì cái khúc này các bạn có thể nói là D4 xíu được mà thôi. Mình thống nhất cái cục ở ngoài này là hỏng tràng, còn cái góc, cái khuyết lõm vào nè, giữa cái hỏng tràng với cái tá tràng thì người ta gọi là góc tá hỏng tràng. Rồi vậy ha các bạn. Rồi vậy là chúng ta đã xong cái phần coi như là rắc rối nhất, dễ nhầm nhất. Bây giờ mình qua cái phần thứ hai là gan. Gan thì chúng ta sẽ có các thùy cũng như là các di tràng, và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một vài cái ấn. Ấn của gan là do các cơ quan nó hằn lên. Thì đầu tiên là chúng ta nhớ rằng tĩnh mạch, thì tĩnh mạch chủ dưới, rồi tĩnh mạch gan, rồi tĩnh mạch cửa. Ba tĩnh mạch này chúng ta phải phân biệt với nhau. Rồi bây giờ các thùy, đầu tiên là chúng ta sẽ có cục ở giữa. Một cục, hai cục. Thì cái cục nào mà hình vuông thì người ta gọi là thùy, thùy vuông. Quá dễ ha. Cái cục dài dài còn lại thì người ta gọi là thùy, thùy đuôi. Rồi. Ngoài ra thì chúng ta có thùy trái của gan và thùy phải của gan. Nhưng mà tại vì mặt sau này nó có nhiều cái cấu trúc, thành ra mình sẽ trả lời sâu hơn.
Rồi, đầu tiên là chúng ta có cái ấn thần. Lõm sâu bên trong bên hơn này nữa gọi là ấn thượng thần. Phía bên trái thì chúng ta có cái ấn dài dài là cái lõm vào. Còn cái ngay cái góc này nó một khoảng khác thì nó là ấn kết tràng. Chúng ta sẽ có bốn cái ấn lớn đó. Một là ấn kết tràng dưới này, hai là cái ấn thận lõm bên hông, cao hơn thận là ấn thượng thận. Rồi bây giờ bên trái thì chúng ta sẽ có ấn dạ dày, thùy vuông là nó hình vuông, thùy đuôi thì nó hơi dài dài giống cái đuôi. Thì bây giờ chúng ta nó là xong các cái ấn, ấn tá tràng thì nó nhỏ nằm ở giữa hay không, ba vị trí. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hệ thống các dây chằng. Thì chúng ta nhớ cái dây chằng kế bên thùy vuông này thì người ta gọi nó là dây chằng tròn. Còn cái dây chằng mà chạy lên nằm kế cái thùy đuôi nó nhỏ hơn thì người ta gọi là dây chằng tĩnh mạch. Rồi bây giờ cái vùng này các bạn thấy hai cái màu nó khác nhau, một cái thì màu hơi nhạt nhạt hơn, một cái màu nâu nhiều hơn, thì cái phần này người ta gọi là vùng trần của gan. Vùng trần, nghe cái từ trần nghĩa là gì? Nghĩa là không có mặt gì, chỉ như ở trần đó, hay là người ta gọi vùng trần chứ không phải vùng ruột. Rồi thì cái vùng này nghĩa là nó sẽ không có cái khúc mạc phủ lên, thành ra người ta gọi là vùng trần. Nó sẽ ôm vào sát cơ hoành. Cái phần mà khúc mạc phủ lên dính nối với cơ hoành chính là cái thằng này, cái thằng viền trắng này. Thì cái thằng viền trắng này ngay cái đỉnh của nó nhọn lại thì người ta gọi là dây chằng tam giác. Nằm phía bên phải thì đi phía phải, nằm phía bên trái thì đi phía trái. Được chưa các bạn? Rồi ở mặt trước thì chúng ta có cái dây chằng vặn nó chạy khúc này. Còn nếu mà gom cái đỉnh nhọn lại thì người ta gọi là dây chằng tam giác, và mình nói rồi. Rồi ở bằng trước thì nó có cái dây chằng đây liền, dây chằng liền. Vậy thì bản chất của dây chằng liền và dây chằng vặn là nó đều là cái lá hút mạc bám lên bề mặt của gan, sau đó nó bám thẳng qua dính vào cái cơ hoành. Thì cái nơi mà nó bám đi chạy qua cơ hoành, cái ranh giới đó người ta gọi là dây chằng. Nếu mà dựng đứng thì người ta gọi là dây chằng liền. Nếu mà nằm ngang thì người ta gọi là dây chằng vành. Đầu của dây chằng vành ở mặt trước và mặt sau dính lại với nhau tạo thành góc nhỏ thì người ta gọi là dây chằng tam giác. Rồi thùy phải của gan, thùy trái của gan. Rồi cái này có cái túi mật nè, thì chỉ vào đây người ta gọi là đáy túi mật. Thế nên là nhìn từ trên xuống thì các bạn rõ hơn. Ở phía trước thì gọi là dây chằng liền, nằm ngang như thế này thì gọi là dây chằng vặn. Đỉnh nhọn của phần nằm ngang thì gọi là dây chằng tam giác. Còn chạy ra sau ngay thùy đuôi thì người ta gọi là dây chằng tĩnh mạch. Còn nếu mà đi xuống dưới nữa thì người ta gọi là dây chằng tròn. Đó là hệ thống các dây chằng. Rồi còn cái vùng nằm trống ở giữa nè,
không có mặc áo thì người ta gọi là vùng vùng trần của Nga. Để cho các bạn, thành ra khi băng keo ví dụ dán vào cái phần màu nâu thì người ta mình gọi là thị cái gan, dán vào cái phần màu trắng như khúc này thì người ta gọi là di cằn vành, còn dán qua cái phần mép này màu nâu này nữa thì người ta gọi là di là vùng trần của gan. Nha, vùng trần của gan có dán ngay cái sợi màu trắng mà ngay đỉnh nhọn này đó thì người ta gọi là dây chằng tam giác. Được chưa các bạn? Rồi bây giờ mình coi lại hệ thống các tĩnh mạch, thì các tĩnh mạch mình có tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch gan. Thì khi mà máu lọc và hấp thu chất dinh dưỡng cũng như là chất độc hoặc là thuốc đi từ cái ruột non ruột già, nó sẽ chạy về theo cái tĩnh mạch cửa. Từ tĩnh mạch cửa này mới đi vào gan để cho gan nó lọc hết chất độc nó thải ra ngoài. Thì cái phần còn lại sẽ chạy hướng lên trên đi theo một cái tĩnh mạch, và cái tĩnh mạch này người ta gọi là tĩnh mạch gan. Hay một vài sách người ta gọi là tĩnh mạch trên gan. Được chưa các bạn? Rồi. Và tĩnh mạch gan này nó sẽ chứa cái dòng máu chứa nhiều chất dinh dưỡng đổ thẳng vào một cái tĩnh mạch rất là lớn là tĩnh mạch chủ. Chủ gì? Chủ dưới. Rồi đó là ba cái tĩnh mạch, các bạn không được nhầm ha. Rồi bây giờ chúng ta đã xong cái khối tá tụy mật và gan. Chúng ta còn lại phần nhỏ đó là ruột và dạ dày. Thì đối với đại tràng chúng ta có các điểm lưu ý. Một là những cái sợi dọc này, người ta gọi là giải cơ dọc. Hai là có các ngấn, thì những cái ngấn này người ta gọi là túi phình ruột già. Và cái đặc điểm thứ ba mà trong sách mình hay ghi ba đặc điểm để phân biệt ruột già và ruột non đó, thì gọi thêm cái gì nữa, túi thừa mạc nối. Tức là mô hình này không làm thôi, nhưng có một vài mô hình nó có làm một vài cục mỡ như nhỏ, thì những cục mỡ như nhỏ này người ta gọi là túi thừa mạc nối. Rồi ngoài ra chúng ta có hai cái đầu mạch ở hai bên, là một cái chạy hướng này, một cái chạy hướng này, và có một vài mô hình người ta làm kỹ thì nó nằm ở hai mặt phẳng khác nhau. Cái nào mà nằm hướng ở bên trái, à, phân biệt trái phải thì các bạn dựa vào tụy, tụy nó đuôi nó sẽ chạy hướng bên trái, còn tá tràng nằm phía bên phải. Thì cái nào nằm hướng bên trái nó, hoặc là bạn nào coi thì nó sẽ nối với cái trực tràng, cái đại tràng sigma và trực tràng chạy xuống này. Đó. Thì cái thằng này là động mạch mạc treo tràng dưới. Còn cái thằng nào mà chạy hướng qua phải thì thằng này là động mạch mạc treo tràng trên. Được chưa các bạn? Rồi bây giờ chúng ta nhớ lại là cái ruột non của chúng ta được cấu tạo gồm 3 phần: tá tràng, hổng tràng và hồi tràng. Thì cái tá tràng nó ôm sát vào tụy rồi, chúng ta không có nói nó. Chúng ta còn lại hai phần đó là hổng tràng và hồi tràng. Thì cái hổng tràng và hồi tràng này nó di động được tạo thành những cái du động ruột. Thì để cho nó di động mà nó không có tự xoắn vào nhau, tự khắc nơ lại, thì nó có một cái sợi, một cái hệ thống người ta gọi là màng treo ruột non. Được chưa các bạn? Rồi thì từ cái màng treo ruột non này nó sẽ bám cái rễ của nó vào thành sau của bụng. Mà trong sách của mình ghi thì nó bám hình giống như cái chữ S. Nha. Đây cái phần màu vàng này chính là cái màng treo, rễ của màng treo. Nó bám vào thành sau của bụng. Rồi. Đối với dạ dày thì ôm lại viết chút xíu. Hình thể ngoài chúng ta có 4 phần. Đó là tâm vị,
là cái phần cắm cái thực quản vào đấy vị, là cái phần nữa chẩm cầu nó lồi lên trên. À, thân vị là cái phần nằm ở giữa, phần cuối cùng ở dưới này là môn vị. Thì môn vị mới chia làm hai là hang môn vị và ống môn vị. Đó là về hình thể ngoài. Rồi nó có hai bờ cong, là bờ cong vị lớn và bờ cong vị bé. Ngay hai bờ cong này thì nó có hai cái vòng động mạch. Vòng động mạch bờ cong vị lớn và vòng động mạch bờ cong vị bé. Được chưa các bạn? Thì vòng động mạch bờ cong vị bé là được tạo bởi động mạch vị trái và động mạch vị phải. Vòng động mạch bờ cong vị lớn thì được tạo bởi động mạch vị mạc nối trái và vị mạc nối phải. Vậy thì trên hình này, cái phần này mà đỏ này là vòng động mạch bờ cong vị bé. Thằng nào ở trên chạy xuống thì nó có chữ trái, động mạch vị trái. Thằng nào ở dưới chạy lên thì nó có chữ phải. À, thằng này sẽ là động mạch vị phải. Đương nhiên là không ai hỏi những cái nhánh tẻ tẻ hai bên làm gì, người ta chỉ hỏi trục ở giữa. Mà cũng không ai rảnh đâu chỉ ở giữa hết. Một là chỉ ở trên, hai là chỉ ở dưới. Được chưa các bạn? Và nhấn mạnh luôn, nếu băng keo dán vào mạch máu hình vị thì mình trả lời là động mạch vị trái hoặc vị phải. Còn nếu mà nó gắn vào cái lớp cơ bên hông ngay sát mạch máu này thì mình phải trả lời là bờ cong vị bé. Được chưa các bạn? Tương tự đối với bờ cong vị lớn cũng vậy, nếu chỉ vào lớp cơ thì mình trả lời là bờ cong vị lớn. Còn chỉ vào cái động mạch này thì mình gọi là động mạch vị mạc nối trái. Bờ cong vị bé. Tới đây, tới đây là bờ cong vị bé. Còn ngay cái chỗ gặp gốc thì người ta gọi là cái khuyết gốc. Được chưa? Tương tự cái phần này là bờ cong vị lớn. Và mình nhắc rồi, nếu chỉ vào động mạch thì mình phải trả lời cụ thể. Nằm bên trên sẽ là động mạch vị mạc nối trái, nằm bên dưới sẽ là động mạch vị mạc nối phải. Rồi, ngoài ra ngay cái vùng này nó có một cái gặp góc nữa, người ta gọi là khuyết tâm vị. Nè, mình có hai cái ha, cái khuyết góc như bờ cong vị bé và cái khuyết tâm vị nằm dưới thực quản cái đáy vị. Và chúng ta cũng sẽ không có trả lời là tâm vị hay đáy vị, tại vì lúc này người ta đã lột lớp cơ ra rồi. Thì nếu mà người ta chỉ vào cái lớp sâu này, các bạn thấy sợi nó chạy chéo nè, rồi có những sợi chạy ngang nè, rồi những sợi chạy dọc nè, ha. Rồi thì cái dạ dày mình có ba lớp cơ dọc, lớp cơ vòng và lớp cơ rồi chéo. Thành ra bây giờ mình thống nhất là đối với những cái mô hình mà có cơ người ta lột ra thì mình trả lời là cơ. Còn nếu mà cái mô hình cái mặt đó mà không có lộ cái cơ ra thì mình trả lời là tâm vị, đáy vị, thân vị và môn vị. Đối với cái bờ cong vị lớn thì các bạn nhớ rằng nếu băng keo dán vào ở giữa thì mình trả lời là bờ cong vị lớn hoặc là hai cái động mạch mình đã nói rồi. Còn dán xích mét qua vị trí này, đó, ngay những vị trí này, các bạn thấy rõ ràng là những cái dải cơ dọc, là những cái cơ dọc thì mình gọi là cơ dọc của dạ dày, ha, cơ vòng của dạ dày là ngang như thế này, và còn sâu hơn thế này là lớp cơ, từ chéo, và thêm chữ lớp vào cũng được, không cần thêm chữ dạ dày, thì các anh cũng hiểu. Rồi hình cuối cùng. Chỉ vào cái khúc này nè thì mình gọi là bờ cong vị lớn. Còn bên hông bạn thấy vẫn có những cái cơ dọc chạy nè, thì bạn ghi là lớp cơ dọc. Rồi
này là cái khuyết tâm vị nãy mình nói là mình dùng từ trên nhìn xuống, nhìn từ dưới lên thì chúng ta có đầu mạch vị phải từ dưới chạy lên, tại vì thằng này bởi không bị bé mà. Rồi hết bài, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, có thắc mắc gì các bạn bình luận và hỏi. Đầu tiên đó là động mạch mạc kéo tràng trên và động mạch mạc kéo tràng dưới. Bây giờ chỗ động mạch mạc kéo tràng trên và tràng dưới nó đi ra những cái nhánh, ví dụ như là động mạch đại tràng phải, động mạch hồi kết tràng, động mạch đại tràng giữa, động mạch đại tràng trái. Thì tùy nếu mà cái lớp đó mà tùy thầy cô nếu muốn cho khó thì sẽ cho những cái đó, và sẽ không chỉ vô những cái mà nó sát cái thành mạch thành ruột quá, tại vì lúc đó nó chia nhiều nhánh rồi, mà người ta sẽ chỉ cái đoạn vừa thoát ra. Lúc đó là các bạn sẽ thấy được nó vừa đi qua cái hướng nào thì các bạn biết. Nếu chạy qua phải thì gọi là động mạch đại tràng phải, nếu chạy qua trái thì động mạch đại tràng trái, còn nếu nó chạy hướng xuống cái hồi manh tràng, cái ruột thừa đó, thì mình trả lời là động mạch hồi manh tràng. Rồi các bạn hỏi gì nữa? Cái ruột già là hồi nãy mình trả lời là giải cơ giọt túi phình ruột già rồi đó bạn. Rồi cái chỗ nối giữa ruột già với ruột non tức là cái van hồi van tràng. Có thi thần kinh 10 phải và trái không anh? Không. Rồi. Và nếu không có gì thì chúc các bạn buổi tối cuối tuần vui vẻ, đi chơi không mắc mưa, và dân chơi thì không sợ mưa rồi. Rồi, chúc các bạn quá.